Khô cằn và mệt mỏi là cảm giác mà chứng suy giãn tĩnh mạch chân gây ra cho tôi. Nặng nề, kém thẩm mỹ, tê mỏi và chuột rút khiến tôi luôn gặp khó khăn trong công việc. Cũng như khi chăm sóc gia đình. Game Boy The Osmo Effort đem lại cảm giác tươi mát, nhẹ nhàng và dễ chịu cho đôi chân. Sản phẩm chăm sóc vùng da chân và giảm cảm giác nặng nề của chứng suy giãn tĩnh mạch một cách hiệu quả ngay sau khi dùng thường xuyên. The Osmo Effort mang đến sự nhẹ nhàng cho đôi chân. Sản phẩm có bán tại các hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc.